đời vui khỏe với Princess Lifestyle, là dược thảo dinh dưỡng chất lượng cao cho người luôn sống vui tươi trẻ thêm đẹp xinh, cộng đồng luôn tin tưởng đến Princess Lifestyle, đem niềm vui cho mọi nhà là Princess Lifestyle. Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Talk Show với công ty Princess Lifestyle, bác sĩ Morita. Bây giờ thì chúng tôi xin mời vị gọi vào đặt câu hỏi với bác sĩ Morita về mọi vấn đề liên quan đến bệnh lý trong chương trình ngày hôm nay. Số điện thoại đang được mở ra ở đài Leadership TV là 714-893-3264, 714-893-3264. Tết nhất mùa lạnh. Ngày hôm qua Phạm Khanh nghe đọc một cái tin vấn đề về thời tiết khí hậu này kia đó, thì cho ra biết rằng mặc dù là bây giờ đang mùa đông nhưng mà chính thức mà lập đông là ngày 23 tháng 12 thì mới là lập đông, còn bây giờ là vẫn đang còn mùa thu, bác sĩ. Vẫn còn mùa thu. Lá rụng này kia nhưng mà lạnh quá. Có một người bạn mới về từ hình như South Carolina hay là Bắc gì đó, nghe nói nhiệt độ xuống âm 30 mấy độ, chai nước mà bỏ vô mà cái xe để tới sáng là nó đông thành nước đá, giống như tụ nước đá luôn. Mặc 3-4 lớp, mặc quần jean và đồ này kia là không ăn không gì hết. Trong khi đó bây giờ mình đang ấm. Lạnh quá, xe làm sao mình để máy nổ xe được? Thì đó, cũng không biết làm sao nữa. Thật sự ra chắc cái vùng đó, cái xe nó cũng rất quen của môi trường nó luôn rồi. Không, với lại thường thường ở nhà đó, người ta có đồ, người ta cắm ngay chỗ cái radiator đó. Dạ. Nó cho nó đừng đông đá. Dạ. Thì sáng mình đề chút xíu thì nó mới chạy được. Đúng rồi. Chứ mà nếu mà bàn canh mà không có cắm điện đó. Dạ. Thì nó khô nước thì mình đâu chạy được, chạy ngồi cháy máy. Với lại xe nếu mà người ta đậu ngoài đường, nếu đậu trong garage rồi không nói, nếu đậu ngoài đường như vậy là nó đông đá hết, là tuyết nó phủ lên như vậy, làm sao họ di chuyển được? Thật nhiều, khó lắm, khó lắm, khổ sợ lắm. Tại vì anh Phạm Canh biết cách đây mười mấy năm về trước, tôi hay đi dùng Đông Bắc á, đi ra mấy đại lý đó, mình đậu xe đó rõ ràng mình sáng ngày ra không thấy xe đâu, trắng xóa, tuyết được trắng xóa rồi không thấy xe mình đâu, rồi gọi là khỏi đi luôn, đợi mình phải cào tuyết này kia nhờ người ta, cực lắm ở vùng Bắc đó, cực. Đúng rồi. Mà ở vùng như là Boston này kia. Dạ. Tiết dữ lắm. Bởi vì đó là lý do tại sao mà thường thường là những người mà khi mà họ làm ăn xa này kia, đi các tiểu bang này kia làm ăn, làm neo, làm đồ này kia hết. Nhưng mà lúc mà bắt đầu lớn lớn tuổi chút xíu chịu lạnh hết nổi, bắt đầu trở về miền Nam California. Không mà nói là hôm nay mình lạnh chứ cũng còn sống được. Nhưng mà nghe nói thứ năm thứ sáu này là trời mưa lớn lắm nè. Mưa vậy tốt. Trở lại nói trời chút xíu đó, mình canh biết năm 79, 78, 79 tôi qua. Cái tôi không định ở Cali. Tại vì cái ông sếp tôi ngày xưa đó là ông qua Việt Nam. Cái ông kêu tôi về đó ở. Nhưng mà anh Phạm Khanh biết tiểu bang nào ạ? Boston, Massachusetts. Mà trên đồi, đồi thông á. Tôi lên trển mà anh Phạm Khanh biết sáng sớm ra mà không có đường đi nữa. Nghẹt hết trơn hết trọi rồi. Rồi ông hỏi tôi, hỏi vậy bây giờ mình muốn xuống đường phải làm sao? Ông nói tao có chiếc xe tractor giờ đó lái đẩy tuyết đi. Ông kêu tôi lên ở, tao mà ở với tao đi. Tao trả tiền lương mày hậu lắm, mà anh Phạm Khanh thấy trên đó là cái thứ là không, năm 78, 79 là không người Việt Nam. Thứ hai nữa là mình ở trên đó rồi thì sao mà lạnh, đi, quá. Lạnh quá đi đứng khó khăn nữa. Thôi cái tôi nói được rồi, cái ông cho tiền để mà lái xe từ này lên á. Tại lúc đó tôi ở Cali này cũng được mấy tháng rồi. Về đây trốn luôn, không trở lên lắm. Đúng rồi, ai đã qua Cali rồi thì phải nói rằng rất là khó ở những địa bàn khác. Bởi vậy người ta mới nói là Cali đi dễ khó về là như vậy. Nắng ấm, gần sân bay, gần biển, rồi thức ăn Việt Nam. Ôi trời, nhiều thứ lắm, hấp dẫn lắm. Cảm ơn. Bây giờ thì chúng tôi xin mời về vị khán giả đầu tiên trên đường live. Hello. Hello. Dạ. Tôi hỏi từ bác sĩ thử là cái thuốc mà biết ké là trị cái gì đó chú? Dạ, nó giúp cho máu huyết nó lưu thông, nó không bị tắc nghẽn. Thứ hai nữa là nếu mà chị bị cholesterol cao đó, thì nó thấy lấy cholesterol cao trong người của chị ra, rồi nó lấy cái nó tăng cái mỡ, nó tăng cái mỡ tốt lên mà nó giảm cái mỡ xấu xuống. Thì chị uống trong vòng 3 tháng chị đi thử máu lại. Nhưng mà uống một ngày mấy viên? 4 viên, sáng 2 chiều 2. Nếu mà cholesterol chị cao. Sáng 2 chiều 2, nếu mà cholesterol chị cao quá hoặc là cái triglyceride chị cao, mỡ xấu hoặc là LDL này kia đó, thì chị uống 1 2 tháng đầu cho tôi sáng 3 chiều 3. Nếu mình uống một lần mà 4 viên được không? Dạ thôi được. Nếu mà không có thời gian uống lần 4 viên cũng được. Hả? Dạ được chị. Từ vì tôi còn uống thuốc tây nữa. Dạ được. Nhiều thứ thuốc. Dạ được. Thuốc tây thì khách mấy tiếng? Dạ 1 tiếng đồng hồ trở lên được rồi. 1 tiếng hả? Dạ 1 tiếng trở lên. Có thể dạ 1 tiếng, 2 tiếng. Cảm ơn. Dạ thưa, cảm ơn chị.
Trở lại với thuốc Vision Optimizer, thưa bác sĩ, mình uống cái thuốc này thì ngay cả đối với lại ví dụ như trẻ em mà 6-7 tuổi, 7-8 tuổi cho tới 10 tuổi bắt đầu có triệu chứng bị cận thị đó, thì cho các em uống như thế nào ạ? Trẻ em thì uống 1.000 viên, 2 viên thôi cô. Còn nhưng người mà lớn, nhưng mà uống nguyên cả viên hay là có cần bẻ ra không ạ? Nếu mà em bé là mình phải coi cái người, thường thường là tôi hay đề là 12 tuổi trở lên mới uống, tại vì 12 tuổi thì uống viên thuốc nó không có bị mất cổ. Còn như ngày xưa đó, cái thuốc của tôi 6 tuổi uống cũng được nữa. Là tại vì cái capsule mình mở ra cái mình quậy dưới nước được. Còn cái này không quậy dưới nước được thôi quý vị. Nên có thể là 10 tuổi trở lên mới được uống cái thuốc Vision này. Tại vì những tùy theo em bé, có những người mà nó cảm thấy nó lớn rồi mình cho nó uống nguyên viên được rồi. Vâng. Vâng, chúng tôi xin mời vị thính giả đang chờ trên đường dây. Hello. Xin chào bác sĩ ạ. Dạ thưa chào chị. Chị có câu hỏi chi thưa chị? Dạ tôi muốn hỏi là tôi bị lở mép mà bây giờ là 3 tuần rồi. Mà tôi có uống B12, uống ở đây. Tôi ăn những cái đồ mát rồi bôi Vaseline nhưng mà nó không khỏi. Thì giờ tôi phải làm sao ạ? Dạ bây giờ chị uống cho tôi cái like và lên đi chị, bài đọc dưỡng gan đó. Tại có thể là chị bị cái bệnh mà cái một cái loại siêu vi trùng á chị, nó ở trong miệng của chị, nó làm cho bị lở hai cái mép hai bên phải không chị? Dạ vâng. Chị bị hợp bi đó. Chị có thể là chị có thể đâu bữa nào chị đi bác sĩ coi thử máu coi có phải chị bị hợp bi không. Tôi uống cái đó là chị biết trị cái đó là nó không có chết như trùng, con siêu vi trùng nó được. Nhưng mà chị uống đồ mát vô, chị ăn đồ mát vô thì sẽ xuống. Thì bây giờ chị uống cho tôi cái thuốc Livelin bài đọc dưỡng gan đó. Chị uống vô thì trong vòng tuần lễ thì nó sẽ lặn hết rồi thưa chị. Dạ vâng. Dạ. Dạ. Dạ, cho tôi nhìn cái chai cho nó một tí cho tôi. Không biết cái chai Livelin. Cái chai Livelin. Livelin. Livelin mang số 3 đó cô. Cô có thể ra những đại lý của công ty. Cô nếu mà cô không nhớ đó thì cô cứ nói là cái thuốc. Cái này hả bác sĩ? Dạ không có. À, cô không nhớ thì cô ra ngoài bất cứ đại lý nào cô cứ nói là cho tôi mua cái thuốc là bổ gan. Phải không ạ? Cái thuốc số 3 của bác sĩ tẩy độc gan. Tẩy độc gan tức là thuốc số 3. À, thuốc số 3 cô nhớ không? Cô cứ cần nhớ cái số được rồi. Nó cũng màu xanh. Thuốc số 3 của bác sĩ Morita. Tẩy độc gan. Của bác sĩ Morita, cô phải nói đúng là của bác sĩ Morita thì là các đại lý sẽ lấy đúng cái thuốc đó cho cô nha. Livelin. Dạ vâng. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều. Cảm ơn chú và cô. Dạ. Cô uống chị uống cho tôi mỗi ngày 4 viên đi chị. Có thể là sáng 2 chiều 2. Vâng. Sáng 2 chiều 2 hoặc là sáng 3 chiều 3 cũng được nữa. Chị uống trong vòng tuần lễ rồi nó sẹp hết nè. Nó xuống hết nè chị, cái miệng chị hết lở hai bên mép rồi. Dạ vâng, cảm ơn nhiều ạ. Dạ. Vâng. Cảm ơn cô. Chào cô. Vâng. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Dạ. Và quý vị nên tận dụng cơ hội này để mà mua được cái chương trình promotion, tức là mua 6 được tặng 1, mua 6 được tặng 1. Và nhớ là quý vị khi mà mua bất kỳ loại thuốc nào, quý vị nhớ xin các đại lý hoặc là nói với công ty cho quý vị những cái tấm vé số, ghi tên và số điện thoại gửi về cho công ty càng sớm càng tốt để tham dự vào cái chương trình sổ số cuối năm. Chương trình sổ số cuối năm mà trong đó giải thưởng là từ 100 đến 500 đồng. Xin quý vị lưu ý. Và nếu muốn order xin gọi công ty ở 1-800-990-8319 hoặc bác sĩ Morita 818-634-1706. Xin chào quý vị. Và chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo của Đài Lý Sài Gòn TV.